Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay, sang mục Điểm đơn thư, chúng tôi dành thời lượng cho tiểu mục Ống kính phóng viên. Nếu có đơn thư phản ánh hoặc clip phản ánh, quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục Hộp thư Truyền hình Nhân dân số 71 Hàng Chống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, email hộpthunhandantv@gmail.com hoặc thông tin nóng qua số điện thoại 0243 756 756, 0946 401 661. Thưa quý vị khán giả, trong tuần, Truyền hình Nhân dân, Ban bạn đọc báo Nhân dân nhận được 6 đơn thư về lĩnh vực nội chính, 5 đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng và 2 đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội, cụ thể như sau. Khán giả Phạm Công Đồng, Hưng Yên, Phạm Thị Quyết, Thái Bình, Hoàng Giác, Hà Nội, Phạm Văn Vinh, Hải Dương có đơn thư về lĩnh vực nội chính. Khán giả Nguyễn Văn Bảo, Bình Định, Lê Văn Hiếu, Bắc Giang, Nguyễn Bùi Tuyên, Hải Phòng, Nguyễn Duy Đông, Hà Nội có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng. Khán giả La Anh Dũng, Lâm Đồng, Đoàn Thái Can, Bình Định có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội. ngày 12 tháng 10 năm 2021, chợ núi Đèo bỗng dưng bốc cháy, toàn bộ tài sản của hàng trăm tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ mất trắng. Chợ mới được dựng lên, tuy nhiên đã hơn 20 tháng trôi qua kể từ khi xảy ra vụ cháy, trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan vẫn chưa được làm rõ, và cũng kể từ khi xây dựng chợ mới, việc chia quầy kiosk tại chợ cũng khiến nhiều tiểu thương bức xúc. Những quầy của chúng tôi không bị cháy chợ, nhưng ban quản lý chợ đã tháo dỡ để xây dựng. Tôi phải khẳng định rằng ban quản lý chợ có khuất tất ở đây. Đã cháy thiệt hại rất nhiều luôn, mà trong đó đến bây giờ không được một cái gì luôn. Cái nguyên nhân cháy là do chập cái mạch điện trên cái đường dây dẫn điện chiếu sáng của chợ. Công bố nhưng mà mình không được mời để họp cái nguyên nhân công bố đấy. Cháy do đâu, vì đâu? Ai là người có trách nhiệm để bồi thường với chúng tôi? Vẫn đang tiếp tục chúng tôi điều tra xác minh theo đảm bảo theo đúng các cái quy định. Trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan đến cái vụ cháy này nếu có vi phạm. Sẽ sắp xếp các hộ tiểu thương đó phù hợp với cái ngành hàng, sẽ nhận các quầy còn trống trong nhà chợ số 1, khu 48 quầy và cái quầy còn trống ở nhà chợ 2 và chợ 3. Như đã đưa tin ở chương trình Hộp thư truyền hình số 24 về những mong mỏi bức xúc của các tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Theo đó, vào đêm ngày 12 tháng 10 năm 2021, chợ thị trấn Núi Đèo bất ngờ bị cháy. Đám cháy ban đầu phát sinh từ khu vực các kiosk bán giày dép, quần áo, đồ gia dụng. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng cháy cao hàng chục mét, bao trùm khắp chợ. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người, nhưng để lại thiệt hại lớn về tài sản. Ở thời điểm đó, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên đã thống kê ghi nhận có 173 hộ và 263 quầy cộng kiosk kinh doanh tại khu 1 chợ thị trấn Núi Đèo bị thiệt hại về tài sản. Toàn bộ hàng hóa, quần áo, giày dép, túi sách của những tiểu thương bị thiêu rụi. Tại thời điểm này, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy theo quy định. Sau khi mà thu thập tài liệu chứng cứ cùng với lại các cái dấu vết và những cái để lại tại hiện trường ấy, thì Viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an đã xác định là nguyên nhân cháy là do chập điện. Thế và cái điểm xuất phát cháy thì cũng từ một cái kiosk ở khu chợ số 1 và cháy lan vào phía trong chợ. Đồng thời, Công an huyện Thủy Nguyên đã ra thông báo kết luận giám định số 231 ngày 13 tháng 1 năm 2022 để công bố nguyên nhân vụ cháy chợ Núi Đèo. Theo kết luận, nguyên nhân vụ cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện chiếu sáng thuộc hệ thống điện bảo vệ của chợ. Công bố nhưng mà mình không được mời để họp cái nguyên nhân công bố đấy. Cái việc cháy này thì không phải do là đường dây điện của hộ tiểu thương, mà đường dây điện của ban quản lý chợ là dùng để phục vụ việc chiếu sáng bảo vệ và vệ sinh môi trường của chợ. Là cái đường dây điện này sẽ được chiếu sáng từ lúc 19 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
Nguyên nhân vụ cháy đã được các cơ quan chức năng của huyện Thủy Nguyên chỉ ra từ tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, cá nhân tổ chức nào phải chịu trách nhiệm thì vẫn đang được Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục điều tra. Trong khi các tiểu thương vẫn hàng ngày mong ngóng việc ai sẽ đứng ra bồi thường thiệt hại trong vụ cháy. 20 tháng trôi qua, thế nhưng mà bên công an pháp luật mà đã xuống kiểm chứng như thế mà hiện nay thì chưa có một cái cơ quan nào về cơ quan chức năng đoàn thể và cũng như cá nhân để đứng ra để chịu trách nhiệm bồi thường chúng tôi. Sau khi mà có kết luận về nguyên nhân cháy thì chúng tôi đã tập trung điều tra xác minh để xác định cái trách nhiệm. Chúng tôi đang tập trung điều tra xác minh phối hợp với lại các cái cơ quan ban ngành có liên quan, rồi là các cái cơ quan tố tụng để xác định về cái vẫn đang tiếp tục chúng tôi điều tra xác minh theo đảm bảo theo đúng các cái quy định trách nhiệm của cá nhân tập thể có liên quan đến cái vụ cháy này. Nếu có vi phạm thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất và xử lý theo các cái quy định của pháp luật. Sau vụ cháy, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên, Ban Quản lý chợ Núi Đèo đã khẩn trương trong việc xây dựng mới khu chợ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng như việc kinh doanh của các tiểu thương. Nhưng cũng kể từ đây, việc phân chia quầy, kiosk cho các tiểu thương cũng phát sinh nhiều vấn đề. Khi chợ Núi Đèo bị cháy, khu vực này không bị cháy. Tuy nhiên, để bảo đảm mỹ quan quy hoạch, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên đã xây mới lại các kiosk ở khu vực này. Những tưởng sau khi xây dựng xong thì điểm kiosk trước kia của ai ở vị trí nào thì về vị trí đó. Nhưng nhiều tiểu thương cho biết họ đang phải nhường chỗ cho người khác. Những quầy của chúng tôi không bị cháy chợ nhưng ban quản lý chợ đã tháo dỡ để xây dựng. Sau quá trình trong 20 tháng tháo dỡ xây dựng xong, trong khi phân lô quầy thì là không phân lô quầy cho chúng tôi. Chúng tôi phải ngồi những vỉa hè để buôn bán, mà trong khi đó chúng tôi vẫn phải đóng thuế. Đóng thuế là 630.000 đồng của một tháng, mà lại đương nhiên những cái lô quầy của chúng tôi lại ký hợp đồng cho người khác. Quầy của tôi 17m2, hàng năm chúng tôi đóng đầy đủ theo đầu năm. Nhưng vì khi lên ban quản lý chợ chúng tôi hỏi thì là ban quản lý chợ là của ai về người đấy, kể cả chợ cháy rồi chúng tôi vẫn cứ đóng, mà không cháy chúng tôi cũng vẫn đóng. Nhưng từ lúc đấy giờ không giao bàn giao quầy lại cho tôi mà lại giao người khác vào, mà không cho họp chúng tôi là phân lô chúng tôi chỗ nào, mà yêu cầu làm sao chỗ xây lên của vị trí chỗ cũ là giả lại cho chúng tôi, mà đã cho người khác vào rồi. Đấy là trong cái phân lô quầy này tôi phải khẳng định rằng ban quản lý chợ có khuất tất ở đây. Ở cái khu vực mà các hộ tiểu thương mà không bị thiệt hại tài sản trong vụ cháy thì cái khu vực đấy là được Ủy ban huyện quy hoạch xây dựng thêm 48 quầy. Thì những hộ tiểu thương không thiệt hại tài sản trong vụ cháy là ban quản lý chợ đã xây dựng kế hoạch báo cáo Ủy ban dân huyện sẽ bố trí các hộ tiểu thương đó sang các vị trí khác để ưu tiên cái vị trí đó cho các hộ tiểu thương đã thiệt hại tài sản trong vụ cháy. Cũng theo các tiểu thương, trong cùng một khu vực nhưng có nhiều hộ kinh doanh được về vị trí ban đầu, còn một số hộ thì lại không. Chính điều này đã dẫn đến những bức xúc khiếu kiện kéo dài. Ngoài ra, đối với những hộ trước kia sở hữu hai kiosk liền nhau, nhưng ban quản lý chợ mới chỉ phân chia cho một kiosk. Tất cả bên ngoài đều được, nhưng tôi giữa bị mất thì chúng tôi không chấp nhận. Vì là bây giờ tất cả đều như nhau, thuế của tôi 17m2 mà đóng thậm chí còn gấp đôi của người ta, gấp đôi tiền của người ta, mà trong đó tôi đóng từng năm một, hoặc hàng năm chúng tôi đóng, đầu năm chúng tôi tháng 12, hết tháng 12 chúng tôi đóng đâu nước một năm. Mà tại làm sao mà đẩy chúng tôi như vậy, thì lý do gì? Vì người ta được mà chúng tôi không được, mà trong đó tôi lại ở giữa tôi đi, thì thực ra là chúng tôi quá bức xúc. Hiện nay là có một số tiểu thương là đang có ý kiến cho rằng là ban quản lý chợ chưa bố trí hoặc bố trí không đúng vị trí. Và đây chúng ta chỉ bố trí, nói rõ với nhau là chúng ta chỉ bố trí vị trí tương đương. Chứ không phải là hai nữa là cái việc mà trước kia ban quản lý chợ có ký hợp đồng với lại các hội tiểu thương là chỉ giao vị trí chứ không cho giao đất, cho thuê đất. Do đó chúng ta phải xác định cái việc này. Cho nên là cái hợp đồng này chỉ có thời hạn năm 1 và phải tuân theo sự bố trí sắp xếp của ban quản lý chợ theo phù hợp quy hoạch chung. Do đó thì ở đây thì
khi xây dựng cái nhà chợ mới này, cũng trong cái nhà chợ 1 và cái khu 48 quầy này đảm bảo đáp ứng là 302 kiosk cho đối với lại 302 kiosk mà trước khi cháy chợ xảy ra. Quầy đã xây xong, các thứ đã hoàn thiện. Thế mà bây giờ quầy của tôi ở cổng chợ Hưng Bắc, cổng số 9 chợ cũ. Thế bây giờ hiện tại này, bây giờ đưa tôi vào trong góc trong này, bây giờ chúng tôi không sinh hoạt được mà không buôn bán gì được. Trước kia là tôi hai quầy, bây giờ chợ cháy, các anh ấy xây lên xong, bây giờ chỉ giả tôi được có một quầy thôi. Còn một quầy là tôi chưa biết là các anh giả tôi ở chỗ nào. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu và mong muốn là ban quản lý chợ trả tôi hai quầy liền kề nhau. Cái trường hợp của bà Ninh Minh Phương là một trong những trường hợp ở cái khu vực đó, là ban quản lý chợ đã vận động. Tại vì nếu mà nhận quầy ở mặt tiền phía đông thì ban quản lý chợ sẽ sắp xếp hai quầy mặt tiền. Nếu mà nhận quầy mặt tiền phía tây, ban quản lý chợ sắp xếp hai quầy mặt tiền, vì không thể đủ quầy sắp xếp cho tất cả các hộ tiểu thương ở cái khu vực mặt tiền phía bắc đó. Tại vì theo quy hoạch xây dựng chợ mới chỉ còn 12 quầy thôi. Ngoài ra, theo quy hoạch chợ cũ, ở vị trí 4 góc chợ được quy hoạch là kho trực. Tuy nhiên, qua các thời kỳ, ban quản lý chợ đã tự ý ký hợp đồng với các hộ tiểu thương cho thuê làm điểm kinh doanh. Chính điều này cũng đã gây ra tranh chấp khiếu kiện kéo dài trong quá trình phân chia kiosk. Chị ngồi đúng góc chợ, góc lộ thiên nhé. Cửa quay cửa Tây Bắc và cửa Tây và cửa Bắc. Thế còn cái hàng ăn ấy ngồi lấn chiếm dưới lòng đường nó rộng thì ở cái đối lại vẫn còn. Thế bây giờ làm ra thì cái góc đây thì vẫn là cái góc lộ thiên của người ta. Thế nhưng mà bây giờ cho cái người dưới lòng đường lên cái góc này. Thế mà trong đó cái góc cái người là của tôi là đúng góc chợ là phải đi chỗ khác. Nhưng tôi không đồng ý, đến bây giờ tôi không đồng ý mà vẫn không giả quầy. Cái hộ của bà Phạm Thị Hoa này là cái hộ kho đấy, trước đó là quy hoạch là kho trực. Kho trực của chợ chứ không phải là quầy kiosk. Sau này qua lời trưởng ban, các lời trưởng ban ký hợp đồng cho các hộ tiểu thương, bà Phạm Thị Hoa mua lại chuyển nhượng lại quầy đó từ năm 2013 của hai hộ tiểu thương khác nữa. Trước đó nó có hai hộ tiểu thương ở bán góc đấy. Có thể thấy những phản ánh bức xúc của các tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ Núi Đèo là có cơ sở. Cháy chợ là điều không ai mong muốn. Thiệt hại đối với các tiểu thương là không thể đong đếm. Nguyên nhân vụ cháy chợ Núi Đèo đã được các cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ. Nhưng còn đó là việc quy trách nhiệm đối với tập thể cá nhân để xảy ra vụ cháy, trong khi đây không phải là lỗi của các tiểu thương. Chỉ khi rõ trách nhiệm của các cá nhân tập thể thì những thiệt hại của các tiểu thương mới được khắc phục. Trước thực tế đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên, Công an huyện Thủy Nguyên nhanh chóng điều tra làm rõ và quy trách nhiệm đối với tập thể cá nhân để xảy ra vụ cháy. Ngoài ra, việc sắp xếp kiosk cho các tiểu thương cũng cần được công khai minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên, tránh khiếu kiện kéo dài, bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm quyền và lợi ích của các tiểu thương nhằm ổn định tình hình phát triển kinh tế xã hội. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hộp thư truyền hình của Truyền hình Nhân dân tuần này. Nếu có thông tin cần phản ánh hoặc clip phản ánh, quý vị gửi về địa chỉ email hộpthunhandantv@gmail.com hoặc gọi đến đường dây nóng của chương trình 0243 756 756 0946 401 661. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.